À, kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở xóm xóm Chiếu ngày xưa ở Tà Niên nè quý vị. Đây Lâm sẽ đi xuống xóm Củi ha. Cái đường này là đi xóm xóm chợ. Là quý vị là đi xuống xóm chợ. Còn đây là xóm Chiếu trước đây. Bác ơi cho con quay bác một cái nha. Ở bác ở đây ngày xưa là xóm xóm Chiếu hả bác? Xóm Chiếu vậy là toàn ở đây là làm chiếu không hả bác? Làm cua có khúc. À vậy là ngày xưa là cái khúc nào là làm khúc chiếu? Này, khúc này, khúc trong này, người khúc ở dưới. À dạ. Dạ con chạy thẳng vô là ngay xóm chợ hả? À, chạy thẳng xuống rồi qua chợ. À dạ. Con cảm ơn bác. Dạ khúc thì đẳng nó có cái bà đó, bà về chiếu đó, bà hướng dẫn không, tại con quay vòng vòng cái khu thôi cũng không không có cần quay cái chiếu. Dạ chưa hỏi mà để quay vậy thôi ha. Dạ dạ con hỏi để con quay cho nó đúng thôi, tại vì quay lại phục vụ cho các cô bác ở xa mà xa quê lâu không có về á, để cho người ta coi thôi. Dạ cho lộn mà. Dạ đúng rồi. Dạ. Để lộn nó kỳ. Phải tự lạc á. Dạ con cảm ơn. Gọi là sông gì với chú? Sông Tà Niên. Sông Tà Niên hả? À ra, ra kinh Ông Hiển. Đúng không? Đổ ra kinh Ông Hiển. Là cái kinh ngang cũng là kinh Tà Niên luôn. Mà cái này cũng gọi là kinh Tà Niên trong xóm chợ luôn hả? À dạ, con cảm ơn. Thank you.
đó. À, cái đó bên đó gọi là xóm chợ. Ừ, hai dạ. À hai cầu. Dạ con ở Gạch Giá nhưng mà tại vì con quay lại gửi cho các cô bác ở xa coi á. Cái con muốn biết là chính xác là xóm chợ là ngay đoạn nào. Dạ. Thì Nam Định nó có cái cầu. À là từ đoạn đó đổi về sao gọi là xóm chợ. Đây có cái cầu. À gọi lại đã có cái đạp đi qua ra chợ luôn. Rồi rồi. Vì hai ngã bên dạ. Tại cái ngã bên kia con quay rồi nhưng mà con muốn quay cái ngã bên đây nữa. Ngã bên đây chợ cũ quẹo qua ta trái. Rồi con cảm ơn. Dạ. Ở mà bác cái này nếu mà mình nói cho các bác có tuổi á thì mình nói là cái khu gì để mà người ta biết đó bác. Sao? Có nghĩa là cái khu là khu xóm chợ là người ta sẽ biết phải không bác? Chợ chợ Tà Niên. À khu xóm chợ Tà Niên rồi con cảm ơn. Nam nó định Tà Niên nữa. Dạ dạ. Cái tại đó con quay rồi, con dạ. Tính quay thêm những cái chưa quay thôi. Mấy cái chưa quay lên xóm Thất. Xóm Thất là cái đó là thánh thất. Chợ cũ rồi quẹo lại có cái chùa Thất, cái chùa Cao Đài á. À, rồi. Cảm... đi lên chợ nữa xã mới nữa. À, ở, vậy là cái kinh cặp lộ là kinh Vầm Chư, ở kinh wow ba là ba cái gì và ba gì đó đó bác. Là ở nhà này khoảng bao nhiêu năm mày bác ha? Ô còn mấy cái nhà. Dạ. À, con cảm ơn bác. Con xin phép. Con đi ra ngoài hả? Dạ, con đi ngoài con quay. Rồi, rồi, dạ. Rồi, con cảm ơn. Xưa là cái cầu này cầu bằng cây không hay là chỉ là mấy cái cầu cầu vào đó hồi xưa là bằng cây. À bằng cây hả? Dạ. Vậy con chạy qua đây là tới xóm chợ phải không bác? Rồi. Dạ. Đây con quay cái này ở cho các bác ở xa đó nên con không biết cái địa điểm cũ nó chính xác là địa điểm gì á. Dạ. Hồi trước có bằng cây. À dạ. Rồi sau mình mới làm xi măng đó. Rồi cảm ơn bác. À, kính thưa quý vị, ở phía bên kia sông là đình ông Nguyễn, đình Tà Niên đó quý vị. Là Lâm có giới thiệu trong một cái clip trước đây rồi, quý vị có thể coi trong những phần danh sách phát. À. Lâm đang đi qua cái khu vực xóm chợ nè quý vị, xóm chợ cũ của Tà Niên. Thank you.
bác ơi, cho con hỏi khu vực xóm chợ cũ của mình là vòng vòng cái đoạn này đó bác. Khu vực xóm chợ cũ của mình đó. Ở trước. Rồi ở sau này hồi trước có không bác? À. Dạ chợ cũ trước có quay rồi. Dạ. Đây con quay cái này con gửi cho cô bác ơi. Chủ yếu là ở ở xa coi, ở nước ngoài coi rồi chú ý. À. Dạ đấy. Để chút con quay lại một cái nữa. Vậy này cũng lâu rồi nhưng mà nó mới cho con quay cho quay mấy bác cái nha. Dạ. Không, cái này con up YouTube á. Dạ. Làm gì vậy? À, con gửi cho các cô bác ở xa coi. À đi ra sao đẹp lắm, vòng 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 chạy. À cái này con chạy thẳng qua luôn hả? À. Rồi. Dạ. Dạ. Tại vì con chỉ quay mấy cái khu dân cư được thôi chứ con không dám quay vô khu nhà nước vài bữa nó bị bắt con lên đồn mà. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Đây là khu vực dân cư mới ở phía trong chợ nha quý vị. Đây là khu vực mà phía sau ở chợ cũ á quý vị. Đây là xóm Thắt quý vị nha. Cái chỗ Thánh Thất rồi quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi là vòng cái xóm chợ lại để cho các cô bác ở xa nhìn rõ hơn. Đây là xóm Thắt, xóm chợ cũ trước đây nè quý vị. Đang hướng về chợ cầu Tàm Yên đó quý vị. Đây. Rồi quay như vậy rồi. À,
cái quay này gì rồi mở làm sao đó, coi trong YouTube có, YouTube có cô rồi không biết cái đó luôn. YouTube là trong YouTube á, tại con quay cũng gửi cho cô bác ở xa coi á. Đây là khu vực xóm chợ cũ và có cái chợ cũ ở đây nè quý vị. Đây là chợ, đây là cầu chợ Tà Niên cũ nè quý vị. Khu vực chợ thì Lâm đã có quay trong một cái video clip về chợ Tà Niên rồi đó quý vị. Quý vị có thể tham khảo ở phía dưới. Lâm chỉ đi ở cái, những cái đường ở ngoài thôi. Cái này là cặp kinh Tà Niên ở phía ngoài hay còn gọi là kinh Ông Hiển quý vị. Vĩnh Hòa Hiệp thôi, khu vực chợ Tà Niên thôi. Dạ. Vậy cái kinh làng là con còn chạy sao không? Dạ, lắm xuống chạy nó kêu là kinh làng. À dạ. Ở gần gần. Vậy là còn khoảng cây không, hai cây gì không bác ha? Gần hai cây. À. Gần chỗ chợ chạy giam đó. À chỗ chạy giam. Ủa chạy giam là cái khu vực chợ chạy ngày xưa giờ luôn ha. À. Thầy vừa qua mình xong nè, qua mấy cái xong nè. À dạ dạ rồi con cảm ơn. À dạ để chút nữa con quay qua cù đó. Dạ rồi thôi vậy con quay hết cái khu này rồi. Cảm ơn. Cô Trang, Đức Hoài, cô Hải Mã, cô Hải Lâm, cô Bảo Ngư.
Ở đây là chùa Vĩnh Phước nha quý vị. À, mời mọi người cùng làm tham quan chùa Vĩnh Phước luôn nha quý vị.